Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sora Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi khai thác trong rừng về được một loại lan rất là quý hiếm. Và loại lan này có tên gọi là Đại Bạch Hạc nha mọi người. Đây là một cái giống lan cho hoa cực kỳ đẹp luôn. Cùng với đó là hoa thơm nữa, và đặc biệt hoa rất là to và lâu tàn. Mọi người chưa biết mặt hoa của Đại Bạch Hạc này thì có thể lên Google search nhé. Và em cũng sẽ để thêm cái hình đại diện của clip này là cái hình hoa Đại Bạch Hạc lúc nở cho mọi người xem được cái mặt hoa. Hoa rất là đẹp luôn. Thì hôm nay thì bà con đi rừng về được một ít phần thì em đã chia ra thành các phần nó cũng đều nhau rồi mọi người. Đó, một phần được cỡ vậy. Và mọi người để ý là hàng vừa mới khai thác về luôn nè, nên cây nó rất là xanh tươi, đảm bảo cho mọi người là về trồng rất là khỏe luôn. Đó, nó khác với những cái hàng mà vận chuyển lâu ngày hoặc là hàng lào, hàng cam rồi nhé mọi người. Đó, cái Đại Bạch Hạc này thì là Đại Bạch Hạc của khu vực rừng Tây Nguyên nhé. Ở Tây Nguyên á, thì cái Đại Bạch Hạc này á, nó phân bố chủ yếu ở hai cái khu vực rừng của tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Thì Kon Tum thì nó có ở cái khu vực rừng Mang Đen và khu vực rừng Ngọc Linh giáp với Quảng Nam mọi người. Và ở Gia Lai thì thường hay thấy ở khu vực rừng Mang Giang nhé. Và cái Đại Bạch Hạc hôm nay thì do bà con người ta đi khai thác ở khu vực rừng Mang Giang Gia Lai đó. Rồi, và cái mùa này á, thì Đại Bạch Hạc thì nó đã cây thân tơ thì nó đã lớn rồi và nó chuẩn bị ra hoa rồi nhé mọi người đó. Và mọi người về chăm một thời gian nữa là chúng ta có hoa chơi luôn. Cây đây, cây hầu hết cây thì đã thắt ngọn rồi. Cái giống Đại Bạch Hạc này thì cái thân lá của nó thì gần giống như là cái loại hoàng thảo vách đỏ. Nhưng mà cái loại này thì thân với lá nó xanh hơn, xanh đậm hơn và nó ngắn hơn nhé mọi người. Đại Bạch Hạc này thì những cái cây dài lắm thì nó cũng tầm cỡ hai mấy 30 cm thôi. Còn lại đa phần là thân ngắn ngắn, thân tơ ngắn ngắn đây. Đó, và mọi người có thể thấy là cái mùa này thân nó đã bắt đầu nó thắt ngọn rồi và nó chuẩn bị cho hoa luôn. Nhìn sơ sơ qua thì thấy một số cây thì nó có một vài cây thì nó có nụ rồi nhé mọi người. Đây đây đó mọi người xem đó. Còn những cái cây chưa có nụ thì mọi người về chịu khó chăm một thời gian nữa thôi là chúng ta được ngắm hoa luôn. Hoa rất là thơm to. Cái em mô tả sơ qua một tí về cái màu sắc của lan Đại Bạch Hạc này nè, thì nó hoa nó gồm 5 cánh màu trắng, phần lưỡi đỏ, thêm cái kiểu vạch vàng nữa, và đặc biệt là cái phần vành lưỡi nó màu trắng rất là đặc biệt nhé mọi người. Rồi, và hôm nay thì các phần thì em chia nó đều nhau rồi, mọi người cứ yên tâm nhé, không có hàng gãy dập thì em loại ra hết rồi, để đảm bảo gửi cho các bác anh chị tới nơi là hàng đẹp nguyên vẹn hết nhé. Đây em quay qua một số phần cho mọi người xem. Thì cái Đại Bạch Hạc này nó ở Tây Nguyên nó rất là hiếm mọi người, nên là không có bán theo ký nha mọi người. Thì em chia ra phần bán cho các bác anh chị chúng ta sưu tầm. Đó, một phần vậy thì mọi người về trồng lấy 2-3 giò cũng được, tùy thích của mọi người thôi. Đó. Rồi đây. Rồi, một phần Đại Bạch Hạc này thì có giá là 250.000 nha mọi người. 250.000 cho một phần Đại Bạch Hạc, hoa rất là đẹp luôn. Đó, các bác anh chị cố gắng sưu tầm lấy một phần về chúng ta chơi hoa rồi coi coi đẹp cỡ nào nha. Rồi, và em sẽ để thêm ở trên cái hình đại diện của clip này là cái hình hoa của Đại Bạch Hạc lúc nở nữa cho các bác anh chị chúng ta xem được thấy cái mặt hoa luôn. Rồi, và cái Đại Bạch Hạc này á, thì về mọi người chúng ta có thể trồng vào, nó có khá nhiều cách trồng, thì mọi người có thể về trồng vào chậu vỏ than hoặc vỏ thông cũng được, hoặc là mọi người có thể ghép gỗ lũa cũng được, tùy thích tùy sở trường của mỗi bác thôi nha. Rồi, đây. Cây vừa mới khai thác từ rừng về luôn, rất là xanh tươi nhé mọi người. Cái này thì nó nằm trong khu vực rừng sâu của Mang Giang, nên là khai thác được những cái lan Đại Bạch Hạc này về rất là khó khăn nhé mọi người. Rồi. Rồi, và em báo giá lại lần nữa nhé mọi người. Một phần giá là 250.000. Thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu à. Các bác anh chị mua chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề, rồi báo tên với địa chỉ cùng số điện thoại thì em sẽ gửi qua bưu điện tới nơi thôi, thì bưu tá họ sẽ giao tận nhà cho mọi người, và mọi người được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Và khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán luôn nhận hàng thôi, còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó, đối với khách mua lần đầu, còn khách quen thì cứ nhắn tin gọi điện báo chốt, em gửi đi như mọi khi thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người sưu tâm được những loại lan quý hiếm độc lạ của khu vực rừng Kon Tum Tây Nguyên nhé, làm phong phú thêm vườn lan của nhà mình. Rồi, xin chào mọi người ạ.